Rồi, như vậy lúc nãy nè, các bạn tải được cái file MCA này về, copy vô rồi. Thì các bạn sẽ lấy cái thư mục là DC với lại một cái W2016GUI này kéo ra. Được chưa? Là coi như là mình dễ nén một phần á. Và nó đã ra được DC nè, W nè. Nó ra sẵn là không phải đâu, là do cái trình duyệt của em nó không mở bằng WinRAR mà nó mở bằng cái trình mở file zip của Win á. Thì bạn khi mà bạn mở ra như vậy thì bạn chọn hai cái folder này, bạn copy xong rồi bạn quay ngược ra cái ổ C hoặc là ổ D gì của mình đó, mình paste ra lại. Chứ còn mình để bên trong đó là mình không có mở được đâu, bởi vì thực chất nó vẫn đang nằm trong file zip. Tại vì cái trình quản lý của mình là của Windows cho nên nó mở ra đây mình thấy luôn. Nhưng mà thực chất là nó chưa có giải nén. Hiểu kịp chỗ này ha. Rồi. Không cần, nếu như mà mình không cần WinRAR cũng được. Vô bên trong mình chọn copy hai cái folder đó. Mình quay trở ra. Ví dụ. Đúng rồi. Rồi. Sau khi mà bạn cài được cái VMware Workstation này lên, các bạn sẽ chọn vô đây, chọn Open, kịp không? Đây, vô menu File nè, chọn Open nè. Và mình tìm đến cái thư mục mà hồi nãy mình giải nén đó. Được chưa? Thư mục mình giải nén, DC nè. Mở DC ra, thấy nó có cái máy chưa? Rồi, chọn Open. Cái file này nó chưa kịp load hay sao mà nó rồi được chưa, nó lên cái DC1 nè. Ở đây thì khi bạn bấm bắt đầu thì nó sẽ hỏi cái GUI, chú ý ha, RAM 1 GB và RAM trên máy tính của các bạn á, nếu mà 8 GB vẫn xài được, nhưng nếu mà 8 GB á thì mai mốt mình mở tiếp thêm một hai cái máy nữa nó sẽ hơi yếu, cho nên RAM các bạn 16 GB là mình thực hành nó dễ. Nếu mà RAM các bạn lớn thì các bạn nâng cái RAM này lên 2 GB để cho nó chạy cho nó mượt. Đây bây giờ nó mới hỏi nè, cái thư mục mà giao diện á ở đâu, thì các bạn chọn Browse giúp thầy, được chưa? Rồi, chọn vô đây và mình chỉ đến cái thư mục mà hồi nãy thầy nói các bạn giải nén đó. Đây, GUI, chọn Open, rồi nó mở vô. Bấm cái đầu tiên ha, hoặc cái thứ hai cũng được, nhưng mà mình chọn cái thứ hai ở trên này nè. Nếu như mà bạn không biết thì bạn cứ chọn bấm copy đi là xong. Được chưa? Rồi, copy. Ở đây nó đang hỏi cái GUI trên ổ đĩa nó có một cái nắp shot. Nắp shot. Ở đây nó đang có một cái nắp shot nè. Mình bấm vô đây đi. Go, tức là zin. Chưa có gì. Ok. Rồi vô lại thử coi. Rồi. Không cần tải, chép vô trong máy của mình luôn. Hồi nãy là chép trực tiếp luôn rồi, tải về nó lâu quá, chép trực tiếp bằng USB đó. Trong USB có đó. Cái file cài luôn, thầy gửi cái file cài luôn, còn cái file bát đó là bỏ rồi. Rồi ở đây chúng ta sẽ vô trong Win nè, mình lít chuột vô thì mật khẩu của nó là B hoa A còng S thường, được chưa? Đó, cái này là thầy cài là B hoa A còng S thường nè, hồi nãy thầy nhắn trên group Zalo rồi đó. Vào
Như vậy là chúng ta đã có được cái Windows Server 2016 để chúng ta thực hành. Được không? Đó là mình đang sử dụng cái Windows Server 2016 để thực hành ha. Phần đầu tiên thầy giới thiệu cho các bạn là mở cái cài đặt VMware, mở máy ảo đã có cái bộ cài đặt sẵn của VMware 2016. Đó là bài đầu tiên các bạn cần phải thực hành.